Tiếp tục qua việc anh chơi. Hôm nay nha, chọn ra một lô đất hơi hơn hàng xóm 300. Thông tin là chính xác Quỳnh Chi ơi. Báo cáo với anh chị mình này, đây là một cái lô đất mà em Hải sẽ chọn ra và review lên video để cho anh chị tham khảo ha. Trên kênh của em Hải là luôn luôn review những cái bất động sản mà phải nói là hơi hơn thị trường. Sát bên căn nhà này tính ra của anh chị nha. Ở đây là vỉa hè 3m. Cái vỉa hè 3m vậy anh chị thấy có thấy không? Đó, vỉa hè không vướng gì nha. Chỗ đây anh chị biết không? Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trời ơi, phường Thuận Giao đó quý chị ha. Khi mà nhắc tới phường Thuận Giao thì anh chị sẽ hình dung rồi ha. Gần với khu công nghiệp IC1 quý chị ơi. Và bám trên trục đường 22 tháng 12. Trục đường 22 tháng 12. Anh chị lưu ý giúp em ha. Thấy chưa? Quá đẹp luôn. Đây, mình ngắm xung quanh một vòng cái khu dân cư này đi. Con đường này 12m tổng quý chị, tính cả vỉa hè. Đường này là thông bần cờ. Vỉa hè cây xanh điện nước đầy đủ quý chị thấy đẹp không? Vào đây xây 2 lầu 1 trệt chú em nhá. Đây hàng xóm này quý chị. Ghi nhận tình hình hàng xóm này quý chị. Quá trời đẹp luôn quý chị ơi. Đường thông bần cờ thông hai đầu này. Đó thấy chưa? Rồi quý chị ơi, đây. Ở cái vị thế này, cái khu dân cư này quý chị, nó bám trên trục đường phía trước đó là đường Thuận An Hòa mà cái khúc giao nhau với đường 22 tháng 12. Đó kế bên luôn. Chỗ đây là rất thuận tiện cho anh chị mình di chuyển ra ngã tư Đất Thánh, bệnh viện quốc tế Colombia, rất gần luôn quý chị ơi. Và điều đặc biệt hơn nữa là di chuyển xuống trung tâm thương mại Eon Mall đó quý chị ha, quốc lộ 13 đó quý chị, rất thuận tiện luôn anh chị nha, quá đẹp luôn quý chị, phường Thuận Giao mà quý chị ha, anh chị có thể tìm này, đó là hình dung ra được cái vị thế đất của mình ở đâu ha. Lô này là 68m2, thổ cư hết quý chị, ngang 4m5, dài 15, hướng chính nam, sổ hồng riêng anh chị lưu ý giúp em nha, tất cả bất động sản em phải review là sổ hồng riêng, sang tên và hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình nếu trong quá trình mình vào việc cái lô đất này mà mình còn thiếu một chút chốt đúng không ạ, bên em sẽ hỗ trợ hết cho anh chị mình nha, thoải mái luôn. Báo cáo cho anh chị mình và bất ngờ ngay thôi ha. 2,05 tỏi đã hời rồi nhưng mà vẫn phải nói chuyện. Nói chuyện xong anh chị sẽ còn bất ngờ hơn ha. Anh chị nào thấy phù hợp vào việc.